Vâng xin chào bác chào anh em Trong video này lúc các bác đang xem có xem sớm nhất thì bây giờ chắc nó khoảng tầm 9 giờ 10 giờ thì em cũng chưa kịp nhìn đồng hồ Nhưng mà đây mẫu vàng cờ này số rất hot ở thị trường hiện tại Bây giờ là mẫu JBL S10 Plus tiếp tục bên em về hàng cho bác anh em đây Rất nhiều anh em thợ hỏi em còn tấm chiều ngày hôm nay thôi chứ không phải đâu xa đâu Thì em, em mới báo hết nào? à. Em bảo phải tầm ngày mai có, ngày chiều ngày mai mới có thì thứ hai mới gửi được em rất xin lỗi các bác thì em không chủ động được bởi vì xe thì người ta báo thế nhưng mà hôm nay người ta về sớm thì em quay luôn video cho các bác anh em tiếp tục bảo mẫu vàng JBL S10 Plus này tiếp tục có hàng về để phục vụ các bác anh em cả các bác thợ và anh em cửa hàng cho đến các anh em dùng ở gia đình đấy, anh em là cũng chiều vừa à, mà em có báo là sẽ hẹn lại mà anh em chưa kịp gọi lại cho bác tối chưa kịp gọi được Thế thì anh em có nhìn thấy thì có cái nhắn lại cho em nhé sợ là vấn đề em quên đấy Ô băng cơ này số này thì đầu tiên về hình thức, hình thức rất là đẹp. Các bác nhìn trong kho này thì có thể là hơi tối một chút. Đấy, hơi tối chút nó màn hình nó cảm giác nó hơi nhấp nháy chứ màn hình nó không nhấp nháy đâu các bác nhá. Đấy các bác nhìn nó không nhấp này nó không nhấp nháy. Quay lệch ra thì nó lệch cái FF nó nhấp nháy nhấp nháy này, không phải đâu do cái màn hình đâu nhá. Màn hình rất sắc nét, để do nó, nó lệch tần số quét giữa mạch quay và cái uh, màn hình thôi. Đó, các bác nhìn ở đây là mặt uh, phay nhôm mặt phay nhôm được CNC cực kỳ gọn gàng và đẹp đẽ quá nhé rất là đẹp size lớn hầm hố đúng không? có dập cả logo logo của JBL luôn cho bác anh em này. Đấy, rất là đẹp và em này thì các bác sẽ về cái hình thức nó như thế còn cái vấn đề mà các bác anh em thích thì nó sẽ ở cái phần eco và revert này trình rời quá trình riêng biệt luôn nhé các bác nhìn thấy đây phần eco riêng delay trái phải riêng biệt như riêng biệt, biệt. Uh, revert time revert vol rồi nó có cả phần lao pass uh, của phần uh, revert này luôn chỉnh uh, bát chép uh, của phần effect riêng và của phần tông mic này, tông mic và tông nhạc chỉnh riêng hết. bát trùng chép của phần tông mic này, tông nhạc này. Đấy, cắt chụp ở phía mặt trước. Đây là các nút uh, cái nút input này. Input này thì nó để uh, điều khiển uh, cho các cổng đầu vào Đây, các bác nhìn này. Các bác phải nhấn nhá. Nhấn ở nút input nó chuyển ví dụ bluetooth này. Nhấn tiếp thì nó sẽ các bác nhấn vào tại sao cổng USB không được thì các bác phải cắm USB vào nó nhận thì khi mà các bác bấm cái nút input này nó với nhảy vào cổng usb quá nhé. còn không usb thì coi như là nó không có đầu nhận usb nó sẽ không báo thì bác bấm nó sẽ nhảy qua trực tiếp cổng quang luôn Đó, tiếp tục các bác x một đúng x hai này cổng av một av hai đấy màn hình này hiển thị đầy đủ các thông số cho các anh em luôn rồi đấy effect này mic này nhạc này vượt đang ở bao nhiêu, Rebit bao nhiêu, Delay bao nhiêu Và hôm nay nó rất là thông minh khi bác chỉnh những Revert hay là chỉnh những cái Delay này thì cái số này nó sẽ hiển thị theo nó hiển thị để bác bác biết được luôn, đấy, nó tích hợp luôn và các bác con nhấn cái nút effect này đấy cái nút âm lượng effect thì nó sẽ thay cũng thay đổi số để báo nhưng mà ở trên này nó sẽ có cái vạch này đấy, cái vạch này để hiển thị luôn hiển thị là mức độ bao nhiêu các bác nhé rất là thông minh còn đây là ba nút uh, âm lượng tổng lượng của nhạc mic effect công tắc này đấy, và mặt sau đây em này có đầy đủ cổng quang bluetooth các bác nhé đây là bluetooth này cổng quang này. áo một áo hai đây là các cổng đầu vào tất cả cổng đầu vào đây cổng đầu vào nhạc này gần dâu của bluetooth này cổng đầu vào của mic này mic a mic b và chỉnh âm lượng riêng biệt đó, có giới có giới hạn âm lượng tổng của va có cổng đầu ra của nó thì có cả cổng ca lông và cổng av luôn cổng súp ra ca lông cổng súp ra av cổng nhạc ra bằng ca lông và av đây luôn đó đầu lối rất dễ dàng luôn. các cổng mà để đầu xuống âm đi xuống đẩy thì là hai cổng nơ nr này đó, av và ca lông này có đầu xuống còn đây cổng súp sụp điện sụp hơi thì các bác đều cắm qua cổng này hết đó quay cụ thể cho bác anh em video test thử những em như JBL S10 Plus này thì em đã lên rất nhiều video em test thử cho bác anh em rồi video này thì gần như là thông báo là em có hàng về sớm để phục vụ cho bác anh em rất nhiều anh em có đặt mặt hàng này thì em đang hẹn lại nên là lên video thông báo cho bác anh em luôn giá bán lẻ thì em có để trực tiếp trên phần tiêu đề luôn nên cho anh em có thể tiện theo dõi và giá đó thì em có bao ship và có tặng một cặp dây ca lông cho anh em luôn Ca lông kết nối đẩy hoặc kết nối âm đi còn nếu anh em lấy số lượng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em thôi số điện thoại bên em anh em lấy số lượng thì sẽ có giá tốt để anh em cùng kinh doanh đó, rất rõ ràng nó như thế giá số lượng và giá về anh em uh, uh, sử dụng tại gia đình thì đều có giá tốt cho các bác nhé rồi anh em đang xem video mà có ưng ý mẫu JBL S10 Plus này thì hệ sớm với em. Số lượng về thì cũng tương đối nhiều nhưng mà về em cũng có hẹn với anh em đại lý thì hiện tại là sẽ chia sẻ cho anh em một chút thì số lượng để lại bán này thì nó không còn được uh, quá nhiều. Đấy, mà các bác biết rồi, mặt hàng này thì rất là hot. Giá rất là mềm. Giá cực kỳ mềm. Dòng ba cơ lai số giá bình dân mà lại có đầy đủ các tính năng và tiếng effect rất là mượt mà cho bác anh em, chống hú rất là tốt. Rồi anh em đang xem video mà ai có nhu cầu thì liên hệ sớm với bên em nhá. Và các bác xem video thì đừng quên cho em nút like, đăng ký kênh.